Trong gia đình của Kim thì có ba chị em gái, có ba có mẹ, là tổng cộng là 5 người. Kim là người con út. Ở trong nhà thì ba mẹ và các chị em cùng Kim thì mọi người ai cũng rất là vui vẻ, và khi trở về nhà của mình thì luôn có những câu chuyện vui để kể với nhau nghe. Mẹ với Kim hai người rất là gắn bó với nhau. Đến khi mà Kim đi hát này, đi quay này, hay đi dự sự kiện hay bất cứ đâu thì luôn có mẹ đi cùng. Và hiện giờ thì Kim đang tham gia bộ phim Đời Như Tiệc của hãng phim Tincom Media. Và trong bộ phim này thì Kim vào một vai một cô gái cũng rất là dễ thương. Và bên cạnh đó thì trong phim đó thì Kim cũng đóng chung với các anh chị em rất là thân thiết với Kim ngoài đời, giống như là chị Mai Thu Huyền nè, chị Pha Lê, ca sĩ Lan Trinh. Và Kim rất là hy vọng bộ phim này sắp tới khi mà được phát sóng ra thì được mọi người sẽ đón nhận nhé.